Nữ đạo diễn Trung Quốc bỏ ngoài tai tất cả tin đồn xấu xí trên mạng, quyết đến Việt Nam du lịch và cải kết. Mẹ tôi bảo Việt Nam đầy dẫy nguy hiểm trên đường phố, bố tôi nói đến Việt Nam sẽ bị xua đuổi ở khắp mọi nơi. Bạn bè tôi dọa rằng ở Việt Nam có đầy cướp và mọi người đều xấu tính, có thể đi mà không thấy đường về. Nhưng tôi không tin những điều đó và tôi đã quyết định làm một chuyến đi định mệnh đến đất nước này. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn! Vừa rồi là những chia sẻ của một nữ blogger kiêm diễn viên, đạo diễn trẻ người Trung Quốc tên là Bai Yu, hay có thể dịch sang tiếng Việt là Bạch Ngọc. Mới đây, cô gái Bạch Ngọc xinh đẹp đã có chuyến đi đến Việt Nam bất chấp tất cả những lời ngăn cản của người thân và bạn bè trước đó. Sau vài ngày trải nghiệm đủ nhiều, Bạch Ngọc cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình và làm một video tóm tắt lại những gì tinh túy nhất về Việt Nam rồi đăng lên mạng xã hội Douyin. Những tâm sự của Bạch Ngọc khiến cho rất nhiều người Trung Quốc hoang mang, choáng váng, ngơ ngác, bật ngửa và không dám tin đó là sự thật. Vậy cụ thể Bạch Ngọc đã nói những gì? Mình đã dịch lại nguyên văn video này và ngay sau đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhé! Nhưng trước hết hãy dành vài giây nhấn nút like và đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để chúng mình có động lực làm nhiều video chất lượng hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, tôi là Bạch Ngọc, một cô gái Trung Quốc đầy tò mò và hứng thú với những điều mới mẻ. Khi tôi ngỏ ý sẽ đến Việt Nam vào đầu năm nay, nhiều người đã cảnh báo với tôi rằng đất nước này nghèo nàn, lạc hậu và không an toàn, an ninh không đảm bảo. Nhưng tôi không để ý đến những lời đồn đại đó, mà thay vào đó là tôi quyết định mở lòng và khám phá nước hàng xóm của chúng ta một cách trung thực và khách quan nhất. Sau đây là những đánh giá của cá nhân tôi. Khi bước chân đến Việt Nam, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phong phú và đa dạng của đất nước này. Các con phố sôi động, những ánh đèn lấp lánh, những người dân thân thiện mỉm cười chào đón, tất cả đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp. Mạng Internet thực sự rẻ với 75.000 đồng cho một tuần, ngoài ra thì Wi-Fi có sẵn ở khắp mọi nơi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực độc đáo của Việt Nam, từ những tô phở nóng hổi, bánh mì thơm ngon đến những món hải sản tươi ngon. Tôi đều thưởng thức hết mức có thể. Mỗi món ăn đều mang đậm hương vị và tinh thần của đất nước này. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất tôi vẫn muốn hỏi là người Việt có xua đuổi người Trung Quốc chúng ta hay không? Và với tôi thì không hề có, ngược lại người dân rất thân thiện. Họ không chỉ giúp đỡ tôi trong việc đi lại và tìm hiểu về địa phương, mà còn mở cửa lòng để chia sẻ với tôi về cuộc sống và văn hóa của họ. Tôi được họ dạy cách pha trà, tham gia các trò chơi dân gian và thậm chí là học một chút tiếng Việt. Tôi đã biết nói xin chào và cảm ơn. Cuối cùng thì chuyến đi của tôi đã chứng minh rằng những lời đồn đại tiêu cực về Việt Nam chỉ là những định kiến không đúng. Đất nước này không chỉ giàu có về văn hóa và ẩm thực mà còn là một nơi an toàn và thân thiện với du khách từ mọi quốc gia. Tôi sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm đáng nhớ này và tôi sẽ luôn giữ trong lòng tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Đó là những chia sẻ vô cùng chân thành và đáng yêu của Bạch Ngọc. Theo như mình tìm hiểu được thì hiện nay Bạch Ngọc là một diễn viên, đạo diễn, biên kịch, tiểu thuyết gia sống tại Hà Bắc, Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, cô còn là một thạc sĩ nghệ thuật tại Viện Nghệ thuật California, Hoa Kỳ. Chứng tỏ rằng là cô ấy rất tài giỏi, có tri thức và có tầm hiểu biết sâu rộng. Bảo sao mà phát ngôn câu nào chuẩn câu đấy. Người ta nói Việt Nam nghèo, Bạch Ngọc cãi rằng Việt Nam không nghèo. Người khác cho rằng Việt Nam nguy hiểm, Bạch Ngọc phản đối khẳng định Việt Nam vẫn còn an toàn chán. Người ta khẳng định Việt Nam rất kỳ thị Trung Quốc, Bạch Ngọc đã bênh vực và nói Việt Nam chẳng phân biệt đối xử gì cả. Tất cả những gì cô ấy nói chẳng khác nào gáo nước lạnh tát vào mặt những kẻ hay sỏ xiên và chê bai Việt Nam. Vậy những phát biểu từ một cô gái tài giỏi và xinh đẹp như vậy có nhận được sự đồng tình từ netizen Trung Quốc hay không? Phải lướt đến phần bình luận mới biết được. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đến với phần tổng hợp comment của cư dân mạng Trung Quốc nhé! Mọi người sai rồi, tôi đã sang Việt Nam và thấy họ khá thân thiện, miễn là bạn cúi đầu và nói xin chào khi gặp họ. Thật thú vị khi Việt Nam cũng theo hệ thống Đảng, nhưng họ không chặn Facebook, YouTube, Twitter như Trung Quốc. Do vậy tôi thích đến Việt Nam hơn, họ xứng đáng được tôn trọng. Nào, chúng ta cho rằng họ nghèo, nhưng họ không hề nghèo. Chúng ta cho rằng họ dơ bẩn, nhưng có khi họ còn sạch sẽ hơn chúng ta. Hãy xin lỗi Việt Nam. Bố tôi đã đến đó cách đây hàng chục năm, mang theo một khẩu súng, bây giờ thì nó phát triển quá. Bạn đang quảng bá cho Việt Nam nữa à? Ở Trung Quốc chưa đủ vui à? Nên đi Quảng Tây hơn là về Việt Nam, ít nhất là không có rào cản ngôn ngữ. Hãy cẩn thận với vòng eo của bạn, những người nói Việt Nam thân thiện đều là dối trá. Vô lý quá, tổ tiên của tôi đã giết chết tổ tiên của họ, làm sao họ có thể thân thiện nổi? Một người bạn của tôi đã kể lại thế này, khi họ đang đi bộ cùng nhau và một người trong nhóm đã bị ai đó đi xe máy đến cướp điện thoại. Bạn có thấy an toàn không? Như vậy là an toàn sao? Tôi đoán miền Nam Việt Nam tốt hơn, suy cho cùng thì cuộc phản công tự vệ chống lại Việt Nam chủ yếu diễn ra ở miền Bắc Việt Nam. Nói chung miền Bắc Việt Nam rất xấu, còn miền Nam khá tốt. Người Việt ghét chúng ta cũng như là chúng ta ghét người Nhật, ghét đến mức khi nhìn thấy đã muốn đánh, điều đó không phải sao? Tôi sống ở cửa sông Vân Nam, bên kia cầu là Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng hầu hết người Việt Nam đều xấu ngoại hình và xấu cả tính cách. Chú tôi bị người Việt bắn chết khi mới 22 tuổi. Tôi căm thù họ đã xâm lược nước ta. Tôi sẽ không bao giờ nuôi dưỡng những con sói mất trắng vô ơn và xa lạ này. Cho tôi hỏi bạn một điều, bạn có cần phải bị tống tiền để vào hải quan không? Tại sao bạn không tiết lộ nó? Có vẻ cô gái này đã bị mua chuộc bởi ngành du lịch Việt Nam. Không nước Đông Nam Á nào thân thiện với Trung Quốc, hãy cẩn thận bị cắt eo. Nạn cắt eo ở Việt Nam phổ biến nhất Đông Nam Á. Khi đến hải quan thì bạn sẽ được yêu cầu tip trực tiếp và chỉ dành cho người Trung Quốc. Điều này rất không thân thiện với người Trung Quốc nói chung. Tôi thà đi du lịch khắp núi sông bao la của quê hương còn hơn là tiêu tiền ở nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam, có chết tôi cũng không đến. Nếu đi một mình thì khả năng bị lừa rất cao, không bằng Quảng Tây của chúng tôi. Đừng đến Đông Nam Á nếu bạn không có việc gì làm. Tại sao phụ nữ giàu có và thành công như bạn thường chi tiền cho nước ngoài và thờ ơ ngành du lịch đang ế ẩm của chính Trung Quốc? Không thân thiện, rất không thân thiện, tấn công cá nhân thực sự rất phổ biến trên đường phố, khủng bố ở khắp mọi nơi. Mọi người đều chê bai, nhưng Việt Nam chắc chắn rất đẹp, cũng giống như Ấn Độ được cho là nghèo, thực tế thì xây dựng đô thị của nước này không tệ và vượt xa Ấn Độ. Chúng ta không thể nói Việt Nam có tốt với chúng ta hay không, mà còn tùy vào thành phố và tùy người nữa. Nhiều bạn giữ thái độ hống hách khi đi du lịch nhưng muốn người khác tôn trọng mình. Tôi có cần tiền boa khi xuống máy bay và làm thủ tục hải quan không? Đi ăn nhà hàng không boa tiền sẽ bị đổ đồ ăn vào mặt, điều này có thật không? Đó là rất nhiều những bình luận khác nhau của netizen Trung Quốc sau khi xem video của Bạch Ngọc. Các bạn thấy sao? Còn sau đây là một số suy nghĩ của kênh. Có thể thấy người Trung Quốc đưa ra rất nhiều vấn đề, nhưng nổi cộm nhất vẫn là nói Việt Nam nguy hiểm, không an toàn. Và vấn đề thứ hai chính là nói Việt Nam xua đuổi và kém thân thiện với Trung Quốc. Những điều này có thật không? Hãy phân tích một chút nhé! Trước hết là về an ninh và độ an toàn. Nói Việt Nam không an toàn thì có gì đó sai rồi đúng không? Thực tế thì Việt Nam là một đất nước thân thiện, mến khách hầu như ở tất cả các vùng miền. Và đặc biệt, Việt Nam hiện rất an toàn cho du khách đến tham quan và làm việc. Chúng ta đang từng bước thay đổi và phát triển để hoàn thiện hơn. Bằng chứng là Việt Nam liên tục được gọi tên trong danh sách những quốc gia an toàn nhất cho người nước ngoài. Tạp chí Forbes danh tiếng đã công bố bản danh sách xếp hạng độ an toàn của 100 đất nước. Và chắc chắn rồi, trong bản danh sách này không thể vắng bóng Việt Nam của chúng ta. Kết quả thì ở thời điểm hiện tại, Thụy Sĩ được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới hiện nay. Trong khi Nam Sudan là nơi nguy hiểm nhất, Việt Nam xếp thứ 20 trên tổng số 100 nước. Vậy nói Việt Nam không an toàn, bị cắt eo ở mọi nơi, đó là một hiểu nhầm quá tai hại rồi. Thứ hai, nhiều người Trung Quốc khẳng định người Việt Nam rất ghét người Trung Quốc và bị xua đuổi ở mọi nơi. Điều này là sai quá sai. Theo mình thì người Việt do có giao lưu văn hóa với người Trung từ xưa, là láng giềng và cùng với sự phát triển kinh tế quân sự văn hóa mạnh mẽ của Trung Quốc trong những năm gần đây. Có chút hiềm khích là không thể tránh khỏi, nhất là khi mà Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền Biển Đông của chúng ta. Nhưng để người Việt ghét khách du lịch Trung Quốc thì không hề, trừ khi bạn đến Việt Nam du lịch và có hành xử sai trái thôi, chứ người bình thường thì người Việt đều yêu quý chứ không ghét bỏ. Nếu các bạn Trung Quốc đến đây và là một người bạn thuần túy thì mình nghĩ là người già hay là người trẻ chúng ta đều rất hoan nghênh và dễ dàng kết bạn. Thế nên các bạn Trung Quốc nhớ nhé, đừng mang theo tư tưởng đức lớn, đến với nhau bằng sự bình đẳng thì bạn sẽ thấy người dân chúng tôi dễ mến mức nào. Ngoài ra thì trong phần bình luận của người Trung Quốc, mình chú ý thấy là có rất nhiều bạn nhắc đến vấn đề tiền bao cho hải quan khi xuất nhập cảnh. Điều này có thật không? Và nó có thật sự đã lặp đi lặp lại suốt nhiều thập kỷ qua? Như lời của dân mạng Trung Quốc nói hay không? Bạn nào biết vụ này thì hãy bình luận bên dưới cho mình cùng biết với nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.